Sao bằng Nhật xin chào cả nhà, em lại lên sóng tiếp phục vụ các bác máy lọc không khí nhá. Vào mùa hè rồi trên các bác mua máy lọc không khí bắt đầu là rất là nhiều rồi. Bên em cũng chuẩn bị hàng hóa để sẵn sàng phục vụ các bác trong mùa hè năm nay. Ở đây là một cái con Daikin ánh trăng, em để mã số 9. Mẫu này thì nói chung là không cần gì phải bàn về cái chất lượng của nó rồi. Độ hot của nó thì cũng không là kém, con này mẫu mã mọi thứ các bác rất là thích nhá, dùng được cho phòng lớn khoảng 55m² đổ lại. Thời điểm trước thì con này có cái giá rất là cao nhưng đợt này thì giá thành khá là rẻ. Chiếc này em để mã số 9, em bán là 2,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Con này em đã đấu biến áp điện 220V rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Màng HEPA thay mới, hình thức thì bên ngoài như hình các bác nhìn đấy, còn rất là ok đấy. Cánh vẫy bọn Daikin này nó chỉnh tay nhé. Hình thức mặt mũi, báo phần trăm độ ẩm, mọi thứ đã cân chỉnh ngon lành, sạch đẹp. Ion, Eco, hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật các kiểu đầy đủ hết nhé. Bù ẩm, lọc nhanh bù ẩm này, tắt bật đèn. Đấy, chung là ngon lành. Màng HEPA thay mới nhé, màng HEPA thay mới này, hai cục lọc tĩnh điện hai bên. Đây, thay mới tinh cho các bác nhé. Cái màng HEPA này khi mà các bác thay mới thì có giá là 300.000 thôi, nó khá rẻ. Mình dùng 1-2 năm thì mình thay, nó như là một cái lọc gió của ô tô thôi. Các bác dùng nhiều thì các bác thay nhanh, thay mà dùng lâu thì mình ít dùng thì còn là bụi ít thì các bác lâu thay. Bình nước các thứ này còn này, màn tỏa ẩm còn rất ok nhé. 2,9 triệu cho một con Daikin ánh trăng đời 2014, series máy 0777, 75W, dùng cho phòng 55m² đổ lại, bảo hành 1 năm, đã đầu biến áp điện 220V rồi, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào mà chuyển khoản hết em bao ship con này luôn. 2,9 triệu nhé. Chào các bác.